ở đầu buổi chú có nói về cái mà giúp những người trong gia đình ấy. Thì cháu được thường xuyên trải nghiệm cái sự bó tay cái sự bất lực cái việc đó. Thì sau đấy thì cháu lại nhận ra là mình cứ nói ở một không gian khác và mọi người đang ngồi ở một không gian khác, mặc dù đang ngồi đối diện với nhau hoặc là ngồi cạnh nhau, nhưng mà rõ ràng là hai không gian hoàn toàn khác biệt. Mà rõ ràng là mà cái tâm trí của cháu lúc nào cũng cứ muốn muốn thay đổi cái không gian của người kia. Có thể là mình nó bắt đầu dùng kiến thức, cái tâm trí nó bắt đầu dùng kiến thức, dùng mọi thứ để có thể là tìm kiếm ra được các thứ để mà chỉ ra là cái không gian của người kia nó không ổn, nó có vấn đề. Và đấy là một cách, và có những cách khác như kiểu như là mình nói về không gian của mình nó tuyệt vời như thế nào, nó hoàn hảo như thế nào, rồi thì nó thuận thuận đạo thuận pháp hay cái gì đó như thế nào. Thì thường xuyên cái chuyện đấy nó lặp lại vài lần thì thì trực tiếp về sau thì lại trải nghiệm cái sự bất lực trong cái việc đó. Chỉ có nghĩa là thì cháu nghĩ là mọi thứ như thế thì nó đã hoàn hảo rồi, nó không có cái gì cần phải 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 làm gì được cả. Vì là mình cứ cố làm gì đấy thì nó lại thậm chí là dẫn đến cái mà nó đi xa hơn so với cái mà nó đang là. Thì chú bảo là cái sức mạnh của sức mạnh của hiện tại, cái năng lực của cái sự hiện diện của cái phút giây hiện tại, thì càng ngày nó lại càng càng cảm thấy cái đấy nó thấm thía, nó sâu sắc. Mình không thể làm, mình tìm ra cái gì đó. Nó không ổn. Thay vì mình nói chuyện, thay vì mình nói trực tiếp với người đó, với ba mẹ của mình, với người thân của mình, với người nào đó, thì mình nói bằng cái mình nói trong cái không gian yên lặng ở trong mình, tức là mình không có nói thẳng vào người đó, mình có gặp người đó mình nói chuyện qua đó qua lại qua cái lời nói, tại vì cháu nói đó nó không có cùng cái tần số, mình nói một cái chỗ người ta nghe một chỗ. Thì trong lúc mình thiền chẳng hạn, đó, trong cái lặng yên đó, đó mình nói từ cái không không nỗ lực, từ cái không có ý là giúp gì cả, chỉ nói từ cái nhìn ra, cái được nhìn ra, tức là chỉ truyền thống thôi chứ không có cái trông đợi một kết quả nào cả, thì nó sẽ có tác dụng, người đó sẽ nghe được mà không hề nghe mình nói, các bạn hiểu không? Tại vì mình nói trong cái không gian của cái vô hành, của cái không làm, thì người đó có thể nghe được và có thể là chưa có phản ứng gì ra mặt, chưa có thể thay đổi gì rõ ràng, nhưng mà
nghe được từ cái chiều sâu. Tại vì cái đỏ đó là trong một cái đứa cỏ hết, cái sự nhận biết đó, cái và mình truyền thông trong cái sự nhận biết với người đỏ đó thì họ nghe, và nghe đó là không phải là hiểu từ mình đâu, mà nó hiểu từ cái hiểu chung, cái sự nhận biết, tức là hiểu chung. Cái đó nó truyền thông như vậy nó hiệu quả hơn là mình nói thẳng mặt giáp mặt với nhau. À, cháu nhận ra bất lực tại vì cháu đã thử nhiều lần không được, đúng không? Thì bạn mới chia sẻ với chủ cũng vậy, cũng lần này có lần khác cả mấy chục lần nữa vẫn không được, thì mình sẽ nhận ra được tại sao mình vẫn tiếp tục mình đâm đầu vào một bức vách tường, vì trong mình nó có một cái nhu cầu nào đó, trong cái chuyện mình nói đó có thể là mình cần một cái kết quả nào đó, mình muốn giúp đỡ cái bất khổ để mình bất khổ đó, nó có cái ý đồ của nó, thành cho cách mình nói đó nó không có cái không gian của cái sự rộng thoáng, thành ra cái lời nói nó khó nghe lắm. Mình đang cố khoan, mình đang cố dĩ, mình đang cố xoáy vào một cái chỗ rất là áp lực, tại vì mình có cái ý đồ để mình bất khổ, để người kia bất khổ, để cho người kia bất khổ thì mình bất khổ đó. Tất cả những cái ý đồ đó làm cho cái lời nói của mình không có không gian, làm cho lời nói mình có sự áp đặt, có hiểu không? Mình muốn hỏi thế này, hỏi thế kia, mình muốn phải thay đổi cách suy nghĩ họ, tức là mình áp lực, mình đang áp đó. Là mình cho là mình đúng, đúng không? Tại vì họ làm như vậy là họ sai, mình làm thế này mới đúng này. Tất cả những cái đó họ không nghe nổi. Thành ra đó, nếu mà mình phải giao tiếp với họ đó, mình đã thử nhiều lần mình thất bại đó. Thì bây giờ nếu mà có sự trực diện đó ha, giáp mặt đó, thì chỉ là yên thôi. Và không làm, không phản ứng, không nói gì cả, không nói con nói lại gì hết đó. Không phản ứng luôn, tức là cả bên ngoài và cả bên trong luôn, chỉ là có mặt hiện diện thôi, thì sẽ giúp cho người đó hơn là mình nói con nói lại tranh luận chỉ bày đó. Tại vì đó họ đang ở trong cái sự đấu tranh của tâm trí bằng những cái gì họ nói, mà nếu mình không phản ứng đó thì những cái đó tự nhiên nó tan ra, giống như bó đuốc mà nó rớt vào cái hồ vậy đó. Nó không có bùng chảy mà nó tắt đi, thì sẽ giúp cho họ thoáng hơn, tại vì họ phát ra những cái tư tưởng, những cái lời nói, những cái thái độ mà mình không phải không không yên lắm, thì họ sẽ dễ thấy được cái sự vô lý của họ, thấy được cái mình đang cố thuyết phục một cái gì đó mà nó không có phản lại, ném banh vô tường thì mới dội lại, ném banh vô nó không có tường gì cả, không có cái chống đỡ thì nó đâu có dội lại đó, cái trạng thái nó ngộ lắm. Thì Thì cháu thấy là cháu thấy có một cái là có những cái thói quen của cái tâm trí, nó luôn đi tìm kiếm một cái gì đó để nó xử lý, nó như là một cái bộ CPU mà được đặt cài đặt, nó có những cái chương trình, có những cái đoạn code mà rất là vi tế để tìm kiếm một cái gì đấy, cứ ai nói ra vấn đề gì của nó, của họ là mình bắt đầu tìm kiếm hết. Đâu đâu đâu, vấn đề là gì, vấn đề là gì để xử lý. Thì đó, cứ thói quen như thế, và người kia cũng vậy, họ cũng được cài đặt như thế và họ cũng có những cái suy nghĩ như thế. Mình khi mà mình trình bày một cái vấn đề gì đó ra là bắt đầu bộ não của hai người bắt đầu xâu xé vào cái vấn đề đó để tìm kiếm đâu vấn đề là cái gì, vấn đề là cái gì, giải thích cái nọ cái kia kia. Thì cháu có một cái trò là học theo theo cháu không biết là ai, chứ có thể là chú hay là ai đó, là hỏi cái câu hỏi là có thể bây giờ
có cái vấn đề gì không ổn không? Nó có vấn đề gì không? Nó làm sao? Thì tự nhiên là cháu được kéo lại một chút, thì cái sự truyền thông, cái sự mà tìm kiếm vấn đề của mình nó ra, nó chậm lại, nó chậm lại. Và mình được ở lại dần dần, mình được ở lại cái chỗ mà mình hiện diện được, nó ổn hơn, nó tốt hơn, nó được hiện diện nhiều hơn là mình đuổi theo những cái vấn đề mà thực ra là những cái vấn đề đấy thì thường nó sẽ có trọng vấn đề gì, cũng chẳng có vấn đề gì mà rõ ràng là như thế, không có vấn đề gì là vấn đề. Lúc mình nói qua nói lại đó về một vấn đề đó là mình nói những cái điều đã xảy ra, những cái chuyện đã xảy ra là nói về quá khứ, Vâng. hoặc là mình có một cái chiến thuật là ngăn cái nó không xảy ra nữa trong tương lai đó, tức là nó có hai cái đó. Còn trong lúc này đó nó không có cái gì cả, nó chưa có vấn đề gì cả, đúng không? Trong lúc này nó chưa có cái điều mà mình sợ nó sẽ xảy ra, nó chưa xảy ra tại nó vì tương lai. Rồi cái điều mà mình nói đó là nó đều đã xảy ra rồi mà mình vẫn muốn tranh lại, mình muốn không xảy ra, mình muốn nó đừng xảy ra. Nó xảy ra rồi, Vâng. tôi nhận ra đã, cho em nói qua nó làm nó chỉ là quá khứ và tương lai thôi. Trong giây phút này đó nó không không có vấn đề, trong giây phút này không có vấn đề. Bây giờ ngày mai mà đòi đó là chuyện của ngày mai, đúng không? Bây giờ ngày gia băng hết trong 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 từ tài khoản hết tiền rồi, cái mình nghĩ tới ngày mai, cái mình lo. Trong cái hôm nay đó là chưa có vấn đề. Mình nghĩ đến tương lai nó mới có vấn đề. Nhưng mà trong cái tranh cãi đó mình có nhận ra cái đó. Thường thường nó tranh cãi là vì nhận ra cái đó, tức là tranh cãi về cái chuyện đã xảy ra giống như nó chưa xảy ra, hoặc là ngăn ngừa cái chuyện nó có thể xảy ra mà nó cũng chưa xảy ra. Đấy, hiểu không? Tức là quá khứ và tương lai, quá khứ ta lấy cái như vậy thì trải qua trở lại như vậy đó, không hề ở được trong cái khu vực này. Thì có một thực hành đó, chú nghĩ nó cũng hay đó, là mình lúc mà mình lắng nghe đó ha, thì mình có mặt hiện diện và mình hỏi, đặt câu hỏi cho cái người đó, nói rõ cái ý ra. Nhưng mà hỏi ở đây đó là chỉ hỏi để cho nó rõ câu chuyện thôi, chứ không có ý là giúp cho người ta thấy cái gì cả, tại vì giúp là hỏng. Chỉ là ba nói như vậy có phải là ba nghĩ là nó đã nó cái gì đó, tức là mình làm cho câu chuyện nó rõ thôi chứ không có cái ý gì cả, giống như mình thực hành nhận biết vậy đó. Nó chỉ là có mặt để cho nó biết, nhận biết rõ hơn, để cho nó hiểu được cái gì đang xảy ra thôi. Thì lúc mà mình có mặt với người đó và nó còn lại đó thì cũng lắng nghe và nói cái gì nó chưa rõ thì nói ra, nó hỏi cái chỗ đó, hỏi cái chỗ đó là có phải là ba hay mẹ nghĩ cái này đâu, hay là muốn nói cái này đó, tức là cho rõ câu chuyện đó thôi, tức là làm cho câu chuyện nó rõ, nó sáng ra thôi, thì cái đó chưa có nghĩ là có vấn đề. Và mình có lắng nghe thì người kia rất là thích, các bạn hiểu không? Hai bên mà đấu với nhau đó là không có bên nào nghe bên nào hết á, chỉ là lo giải quyết thôi, giống cho nói đó. Tâm trí là giống như thích làm con toán thôi, cái puzzle thôi, là cái này là làm sao làm sao. Thực ra đó cái hiệu quả hơn là lắng nghe, hiểu thì sẽ có cách giải quyết. Nó hay vậy đó, cái người kia cũng chưa rõ vấn đề của họ nữa, đúng không? Tại vì nó bị phân tâm bởi cái chuyện đã xảy ra mà họ không biết, họ vẫn giống nghĩ là chưa xảy ra, bây giờ phải làm cho nó không xảy ra. Nó xảy ra rồi, nước ly nước đổ cái ạt xuống đất là nó chảy ra ta lan ra rồi, mà mình tranh cãi giống như chưa có đổ. Thì Thì sau này nó nhận ra là mình cứ nhảy đi nhảy lại qua cái lời, hai cái lời không có thật. đúng rồi, mình cứ nhảy, cứ cứ tranh cãi quá khứ và lo sợ ngăn chặn tương lai. Thì Tâm không biết trí là đó. ai nói. À, cháu nói.
Vâng, thì không biết là có ai đã nói là thỉnh thoảng trong 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 Zoom thì chú nói hay ai nói là hay hỏi là có cái vấn bây giờ có vấn đề gì không, bây giờ có cái gì không ổn không, thì cháu nhớ à, cháu đi ăn cái đấy rồi. Đó. Nó rất là có hiệu quả, nó kéo mình về cái mà mình cần ở, cái mình cần cần có mặt hơn hơn là đuổi theo câu chuyện, hơn là đuổi theo những cái mình nhảy với không gian của người kia và mình bị đồng hóa theo và mình lại phản ứng theo những cái mà cái tôi của người kia đang muốn, đang kích hoạt. Mình cố thay đổi cái suy tư người khác. À, mình đang cố tìm hiểu tìm cái gì để mình giải quyết. Mà mình chứng minh là họ sai, họ làm có đúng, họ chưa thấy cái vấn đề. À. Cả mình có ý muốn chứng minh là họ đúng đi nữa hoặc là cái gì đi nữa, có cái ý đi nữa thì mình nó vẫn là cái ý đó chứ, vẫn là cái tư tưởng, nó vẫn là cái suy nghĩ của mình. Thế là mình nếu mình đặt được cái đấy xuống nữa thì mới ổn, thì mới thấy được mình mới hiện diện được Tâm chứ trí không. nó phải có giải pháp, nó phải Vâng, cái thấy gì đúng là sâu, phải có giải pháp. nhưng mà thực ra đó nhiều khi đó, nếu mà mình lắng nghe, mình hiểu được cái vấn đề của người kia nó là cái gì vậy, họ nói cái gì vậy, thì tự nhiên cái căng thẳng nó sẽ xẹp xuống, là nó sẽ xì hơi và nó, đó là cái tác dụng của cái sự nhận biết, mình lắng nghe, mình hiểu vấn đề, tự nhiên họ họ đấy đúng rồi, đó là điều ta muốn nói, mày bây giờ mình nói đúng đó, ta ta muốn nói cái đó, đó đó là có cái hiểu và có sự cảm thông, tại vì mình lắng nghe, tại vì mình chủ tâm, mình hiện diện. Thì tôi thấy là lần nào mình cũng có mình kèm theo một cái mong muốn rất là tinh vi vào, nó rất là khẽ, nó rất là nhẹ, rất là nhỏ thôi, nhưng mà vẫn có cái mong muốn của mình mà. Nó có cái sự 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 cài cắm đính kèm. Có cái hậu ý, có cái hậu mặc ý, dù là mình có mặc cái dù là mình cũng biết rồi nhưng mà vẫn có cái ý, và khi cái ý đấy mà mình không buông được xuống, không nhả xuống nó xuống bên cạnh thật đâu đấy thì nó vẫn chẳng có không dẫn mình đến cái chỗ mà hiện tại cái có sự hiện diện là 100%. và lúc mà mình đón mình đầu hàng là mình đón nhận là không giải quyết được, không giúp được, không có thể làm gì được, thì mình sẽ có không gian hơn, mình sẽ có mặt Đó, đó, đó. mình Đúng cái không gian nói sẽ có mặt được với những gì đang hiện diện ở đây, vì mình không còn phải giúp, phải ý đồ gì cả, không có muốn gì hết đó, chỉ là có mặt thôi, thì nổi đó không là giúp cho người kia rồi, có thấy không, mình không còn muốn dí chỉ bài gì cả, không muốn hướng dẫn, không muốn chứng minh, không muốn gì cả, không muốn tranh cãi. mình đầu hàng Mình đầu nơi hàng, cờ trắng. mình đưa cờ trắng lên, mình dương cờ trắng lên. Buông súng xuống, buông buông kiếm xuống, không còn chặt, không còn chạm, không còn đâm, không còn cái ý gì hết. Thì Thì đó đấy, đó mình tạo ra cái không gian của phút giây hiện tại, không có vấn đề. nhưng mà kể cả bây giờ có ngồi đây nói như thế này ngày mai chưa chắc luôn. Đó là cái đấy, nó là một cái sự khó khăn của cái Nhưng mà đó là chuyện ngày mai cháu, đúng không? Đó là chuyện của à. ngày mai. Mình đừng có phóng tâm. Hôm trước có bạn chia sẻ với chủ là có một
có hứa cho người bạn một cái giường. Thì bây giờ nó có chuyện xích mích gì đó mà cái chuyện cho nó không có ổn thỏa nữa, không có cho được nữa. Thì phân vân về cái chuyện là có nên cho hay không nên cho. Thanh chủ mới trả lời bằng nhìn thanh, nhìn thanh tuyền thì phải, tức là mình không có đủ cái sự hiện diện để quan sát, để thấy là nó có những cái tư tưởng xuất hiện rồi nó sẽ tan đi nên mình không làm gì cả. Thì bây giờ nó có hai cái tư tưởng á, cho hay không cho, giống như Shakespeare nói đó, to be or not to be đó, có nên hay không nên. Thì mình nghĩ đó, nếu mà mình chọn đúng á, chọn cái bên đúng á, chọn cái bên mà nó best, nó tốt nhất á, thì sẽ không có vấn đề. Đó là cái ảo tưởng của mình. Nhị nguyên á có nghĩa là bên nào có vấn đề hết, đúng không? Nhưng mình không có nhận ra, thành nó bị cứ ngã qua bên này, cứ ngã qua bên kia, giống như là quá khứ hay tương lai, quá khứ hay tương lai kiểu vậy đó, đúng hay sai, có nên hay không nên, nên không nên, nên không nên, cứ bây giờ ấy. Mình lắc một lúc đó, nó chóng mặt, nó nhức cái đầu rồi mà không không nhận ra là ủa tại sao phải là nên hay không nên. Tại sao phải nên không nên là không còn bị kẹt vào cái chuyện nhiều nguyên rồi, đúng không? Đúng hay sai, đúng hay sai, nó cứ nhắc qua lại như vậy đó, quá khứ tương lai, quá khứ tương lai. Nếu mình không có biết là nên hay không nên đó, thì không làm gì cả, là bước ra khỏi cái chuyện mà đúng hay sai, đúng không? Nên hay không nên mình không biết, thì mình đứng cái chỗ mình biết là mình không biết, không thể biết được là mình đã nhảy bước ra khỏi nhị nguyên rồi, cái ràng buộc của nhị nguyên rồi. Tại vì nhị nguyên á, đúng cũng chết mà sai cũng chết, đúng không? Vì vậy mà mình cứ bị kẹt vào nó, vì như vậy đó, nó không có ổn. Tâm trí nó sợ mất. Khi mình nhả vấn đề ra thì cái tâm trí nó sợ mất, nó sợ chết, nó sợ thiệt Nó thòi, nó sợ phải như cái nó không còn được chú tâm. nó phải có cái gì đó bám vào thì đấy là cái cháu nghĩ là đấy là cái nguyên nhân mà bản thân mình cũng hay đẩy những câu chuyện đi rất là xa, bởi là do là mình để cái tâm trí của mình nó sống, nó được thỏa mãn. Tâm trí được, tâm lý có quyền lực, Được tiếp thêm năng lượng, được đúng được được bồi thêm, được lém thêm củi vào cái nồi cháo đang sôi, hay làm cái gì đấy, đại khái là mình cứ tiếp thêm năng lượng cho nó bằng cách là theo đuổi vấn đề, bằng cách là theo đuổi, chứ mình không đầu hàng, chứ mình không 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 giơ cờ trắng, mình không không mình không bất lực, mình không bó tay. Không đầu hàng cái việc đó. mình vẫn nghĩ là nó giải quyết được, hoặc đúng Đó rồi. đúng hoặc sai bằng cái này hoặc cái kia. Lúc mình nhận ra được sự bất lực của cái nhị nguyên đó, của đúng hay sai đó, cả hai đều bất lực hết. Tại vì nó không bất lực mình đã chọn bên rồi, đúng không? Vâng. Nếu mà là A hay là B đó mà mình chọn A đó thì mình giải quyết được thôi, mà nó không được rồi mình qua bên B, B thì sao, nó cũng không được. Mà mình có B, có A, B, B như vậy hoài đó, mà mình không nhận ra là hai cái này không giải quyết được vấn đề. Vì mình không nhận ra thành ra mình tiếp tục xoay xoay xoay, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Thế lúc mình thấy được á, không cái nào giải quyết được vấn đề hết, A hay B là không giải quyết được, đúng hay sai không giải quyết được. Thì lúc đó đó, mình mới bước lui. Lúc đó A với B đó là đang chiếm cái diễn đàn ở trong tâm, trong 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 tâm mình, trong cái đầu mình, đúng không? Nó cứ xoáy, nó xoáy ngã cái này ngã cái kia, xoay vòng 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 như vậy đó.
thì có những cái thời điểm mà trong trong cái lúc mà đang diễn ra cái sự việc trong, thì mình chợt nhận ra là mình có cái giây phút khựng lại là mình đã bỏ quên nó, quên cái giây phút hiện tại rồi, mình đã mất nó rồi. Và tự nhiên có cũng có thể là có lúc thì cháu quay lại cháu thích cười cái bản thân mình vô lý quá. Không không, mình đã từ chối cái mà mình đã vốn dĩ không thể từ chối, và không có năng lực nào từ chối được, không có cái gì để từ chối được, và mình đã từ chối được. Tâm chỉ ra là muốn giải quyết vấn đề lắm. Đó. Thành ra là thích thích chơi puzzle, thích chơi ô số gì đó. Chứ, Thì được giải quyết được vấn đề thì mới được công nhận đó chứ, nó vẫn là cái sự tìm kiếm, cái sự thể hiện một cách tinh tế, một cách rất là tinh vi của cái sự đòi hỏi được công nhận, cái sự đòi hỏi được được tôn vinh, được 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 khẳng định. nhận, được khẳng định, được được khen ngợi. Và thì Tâm đằng trí sau cái ý đồ lúc nào cũng có những cái rất là tinh vi như thế. bây giờ mình bị cái trường hợp đó hả, giống như bị vẫn chia sẻ đó, tức là lúc mình chia sẻ luôn luôn nó có cái nhu yếu là nó cũng hay lắm à, tôi hay lắm, tôi giỏi lắm, tôi biết cái này, tôi biết cái kia, thì mình làm sao? Mình không chia sẻ được, mình có thể thử cái đó hả? Muốn muốn chia sẻ xong thì nó có cái thúc 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 và nó là tối nay hả? Thì mình có thể thực hành không chia sẻ thời gian. Nhưng mà những cái như vậy đó, nó là sâu nặng ở trong mình đó, cái nhu yếu cần được công nhận đó. Thành ra mình nó không một sớm một chiều mà nó xong đâu, sạch cái đó đâu. Thành ra mình chủ nghĩ là mình vẫn chia sẻ. Và nếu mình thấy được cái ý đó, mình cũng nói ra luôn. À, cháu đã chia sẻ với cháu, thấy là trong ý trong cháu nó có cái nó muốn thể hiện, nó muốn chứng minh, nó muốn được nhìn thấy, được khen ngợi. Thì cháu lại thấy thế này, khi mà mình nói ra như thế này, mình truyền thông, thì trong cái lúc truyền thông mình có những cái khoảng lặng dừng lại, thì cháu thấy là trong những cái lúc khoảng lặng đấy thì thỉnh thoảng rất là hiếm hoi thôi, nó sẽ có những cái lúc mà để cho mình vỡ ra cái gì đó ở trong nó, trong trong thì thỉnh thoảng cháu cháu nhận ra là khi mình nói cái gì đó thỉnh thoảng nó có những cái tiếng vỡ, nó không phải tiếng vỡ mà là tự nhiên mình có cái gì nó lổ đục đục, hay là nó được giải phóng, hoặc là được nó vỡ ra ở đấy, và mình biết là có cái sự vỡ ra, có cái sự hiểu hiểu sâu hơn, có sự hiểu biết sâu sắc hơn, sự cái gì đấy nó rất là sâu sắc, nó vỡ. Và cháu nghĩ là cái đó là cái là rất là tốt để cho mình biết cách mà truyền thông hơn, để mình có mặt được nhiều hơn. Cái truyền thông nó rất là hay ở chỗ là cháu để ý là không không phải là nhiều, mà khi mà đang nói về một cái điều gì đó mà mình không cuốn theo câu chuyện nào cả, thì nó sẽ có những cái nó vỡ ra rồi. Trong lúc đang trao đổi, trong lúc đang đang nói chuyện thế này, nó sẽ vỡ ra. Thì khi mà những lần như thế thì những lần sau là sẽ nó sẽ
nó sẽ có nhiều cái sự hiện diện hơn, và nói về sự thật cũng dễ hơn. Nhưng mà không quan sát ra ngoài chú ạ. Cháu thấy là cháu không quan sát, nếu mà khi mình không nhìn ra ngoài, mình không quan sát ra ngoài, mình chỉ nhìn vào cái đằng sau thôi. Thì có những lúc mà không biết nói gì cả. Không biết gì cho. Không biết nói gì cả. Nói gì cả. Nhưng mà cháu thấy là cái sự hồn nhiên nó đến rất là có cái yếu tố hồn nhiên trong cái lời nói, trong cách trình bày, và trong cái sự thực hành thổ lộ giải bày, thì cứ hồn nhiên, thì trong lúc mình hồn nhiên được như thế thì nó sẽ vỡ ra, có cái vỡ, nó có cái sự vỡ hoặc là cái sự sáng. Ở cái câu chuyện của chính mình, của cái tôi của mình. Chân thật và hồn nhiên, có gì nói đó, không giấu không sợ. Dù mình có mình nhận ra là trong lúc mình nói nó có cái ý, nó muốn chứng tỏ, nó muốn được công nhận, mình nói luôn, trong nó có cái ý này chứ, thổ lộ hả, một cách thành thật, một cách hồn nhiên, thì mình sẽ không có bị tâm trí nó đàn áp mình. Tại bí mật á, có bí mật nó mới đàn áp được, đúng không, nó dò mình được đó. Mày có cái ý đó đó, mày muốn chứng tỏ mày muốn gì nó mới dò được, cái mình không sợ luôn, có ý đó mình nói ra luôn, chân thật hồn nhiên nói luôn. Mà nói cái đó xong á thì nó thoảng được cái phần đó, thoảng được cái phần che đó, che giấu đó, tại vì tâm trí là che giấu. Xong rồi nó dùng cái đó đập mình, nó che đó, chứ không phải ai che đâu. Xong nó mày đó, mày giấu điều này này, mọi người chưa biết điều này, cái nó dò mình, cái mình sợ, sợ nó biết, sợ người khác biết, sợ cái hình ảnh đẹp cho mình bị tổn thương đó. Tâm trí nó sợ cái đó, mình phải sợ, nó nói mình sợ đó, đó. Sợ cái hình ảnh đẹp cho mình tổn thương. Tâm trí nó xây dựng cái hình ảnh đẹp với chính mình, không có thật. Xong nó dùng cái đó nó dò mình, nói mày đó, mày mà mọi người sẽ biết cái này của mày. Vì cháu ngày xưa cũng bị dọa như thế. Tìm cách bảo mật, Bảo mật. tìm cách lớp nọ lớp kia để mà bảo mật. Rồi. Nhưng mà chính bảo mật như thế thì lại là mình lại nuôi lớn cách khác, mình cất những cái bí mật, những cái mà không được phơi bày, cất đi trong một cái tầng hầm ngồi vào cái kho của mình, và mình lại không được sử dụng cái kho đấy bao giờ. Mình có một cái ngôi nhà rất là hạn chế, cái công cụ rất là hạn chế, nhưng mà mình lại dùng nó cả một cái ngôi nhà như thế để mình chỉ sống ở tầng 1 thôi. Mình chỉ sống ở cái cửa sổ nhà mình thôi, chứ mình lại không được dùng cái không gian bên trong, không gian rộng thoáng bên trong. Mà cái không gian đó là mình, cháu cảm thấy như là
người ta đem, người ta chứa những cái mà người ta không thể giải bày, không thể thổ lộ, mà nó hết diện tích mất, hết diện tích của căn nhà, nó căn nhà nó không có cái sự sống ở đó, nó khô cằn ấy. Cái cảm giác nó gọi là, nó gọi là khô cằn, nó gọi thô ráp chật hẹp. và chật hẹp và không có sự sáng ở đó, không có cái sáng ở đó, lúc nào nó cũng tối tăm. Người ta chỉ ở sống ở cái cửa sổ và ai cũng nhìn thấy cái cửa sổ đấy, hàng xóm đi qua người ta chỉ nhìn thấy cái cửa sổ đấy, và tất cả mọi thứ người ta có thể sâu ra được, người ta đặt hết lên cái thềm cửa sổ đó chứ. Và chỉ thế, thì rất là thiệt thòi. Bảo mật quá, sống cái này bảo mật. Cái đó đó, cái chỗ mình chữa đó gọi là vô thức hay là gọi là tăng thức, những cái điều chưa giải quyết hết, chưa có ổn thỏa. Mình giống như một cái nhà mà nó có cái nhà hầm á, hay là có cái gác á, cái gì mình không thích mình dẹp lên đó. Cháu thích nhà có hầm lắm. Là tiện. Thì trong mình nó có cái chỗ đó đó ha, cái kho chứa đó đó, là những cái gì không đẹp không thích là dẹp vào đó. Và bây giờ nó trở nên chật hẹp rồi, cái nhà mình bây giờ nó hết chỗ đi rồi, đi vô là phải lắc qua lắc qua bên kia nó mới đi được vào trong nhà, thành nó quá nhiều cái thứ chưa giải quyết. Thành ra bây giờ đó không ra bên trong mà nghe là sợ lắm, tại vào không gian bên trong là sẽ thấy cái hỗn độn, thấy những cái chưa giải quyết đó, mình sợ lắm. Như một người đi đường tâm linh đó, thì mình tránh né được bao lâu nữa? Cái ngôi vườn của mình á, cái mảnh đất của mình nó được không được chăm sóc, bây giờ nó cây dài mọc, cỏ hoang mọc ngổn ngang hết, nhìn là chán, nhìn là dội liền, thấy 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 thấy, thấy nản liền. Nhưng mà đó là mảnh vườn của mình, giống chậu đó. Mảnh vườn chậu mới để vài năm mà không làm gì cả đó, cỏ dài mọc, cây này cây dây leo này mọc tùm lum hết. Mà mình không có muốn chăm sóc nó, mình sợ, sợ phải làm, sợ phải thực hành, sợ phải đối mặt với cái chưa giải quyết được, cái ngổn ngang, thì mình sẽ không đi được xa. Vì sao? Đó là cái nhà của mình đó, cái mảnh đất, cái mảnh vườn đó là nhà của mình. Mà nếu mình không dọn dẹp á, thì mình không thích, không thích ở trong cái nhà đó, mình chỉ đi ra ngoài thôi, đúng không? Giống cha nói đó, ngồi cửa sổ nhìn ra hàng xóm. Hay là đi 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 chơi, đi 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 nhậu, đi gì đó, làm gì đó, đi làm việc một ngày mười mấy tiếng để trốn cái nhà của mình, không dám về. Nhưng mà một người không nhà đó thì đâu có hạnh phúc gì đó, đúng không? Mà trở về đó thì nó rất là ngổn ngang, dồi, mình sợ. Nếu bạn nào đang ở cái chỗ đó đó, thì cái điều mà có thể giúp cho mình đó, là mình đi vào ngay cái chỗ ngổn ngang đó, đưa tay nói cháu ở cái chỗ này chứ Đầu đó. hàng chỗ đó. À, câu chuyện về vị thiền sư và vị học tăng trẻ đó ha, con có nghe tiếng suối không? Dạ không, 5 phút sau mới nghe được. Ồ, dạ có tiếng suối. Thì đi vào ngay cái chỗ nghe tiếng suối. Cái một lúc sau,
lại hỏi nữa, tại vì tâm trí nó suy nghĩ mà. Hồi nãy nếu mà mình không nghe thì ông thầy ông sẽ nói cái gì à? Hỏi thầy, nếu mà lại con nghe tiếng suối thì sao? Làm sao đi con vào thiền được? Vào cái thể nhập thực tại được? Thì đi vào ngay cái chỗ không nghe. Nếu mình chưa bao giờ dọn dẹp bên trong mình hết, bây giờ mình vô mình thấy dồi lắm, ngổn ngang, tạp, rối rắm, hỗn độn, thì mình đi vào bằng cái nào? Ngay cái chỗ hỗn độn đó. Không thể nói là bây giờ trong mình nó phải sạch mình mới vô, làm sao nó sạch được? Dưỡng thành đó, mảnh đất của cháu nó chán lắm chú, có dài mọc rồi cây này cây kia ngã ngã đổ như chóng ngôn chóng mưa vô, nhưng mà cháu cháu không thể bỏ nó được. À, thì chú bảo thế kệ cứ cửa đó đi. Làm người không nhà tiếp tục đúng không? Tại cái nhà mình nó không được dọn dẹp lâu rồi, bây giờ nó bốc mùi nữa, nó không có gì thú vị. Nó càng dài sang cuộc sống. Đi vào ngay chỗ đó, ngay cái chỗ ngổn ngang đó, ngay cái chỗ không muốn, không có gì thú vị đó. Đi vào cái nhàm chán đó, đi vào cái rủi rắm đó. Tại vì đằng sau cái rối rắm đó đó chính là không gian của cái sự bình yên, của cái thoải mái, của cái tự do. Kho tàng của mình nằm sau cái đó, cái vé số vũ trụ lót nằm sau chỗ đó, sau những cái ngổn ngang đó đó, sau những cái rối rắm đó. Cái nhà của mình nó quá chật hẹp, chật chội vì những cái điều chưa giải quyết. Thì mình phải vào, mình phải dọn dẹp đúng không? Bao giờ mình mới làm công việc đó? Đó là câu hỏi.